Bạn có biết được rằng, ngoài Việt Nam, quân Mông Cổ đã từng thất bại khi xâm lược Nhật Bản hay không? Và cũng không chỉ thất bại một lần duy nhất, mà thất bại đến hai lần. Cuộc chiến đó đã diễn ra như thế nào? Từ lâu, giữa hai nước Nhật Bản và Trung Quốc đã gần như không còn giao thiệp gì với nhau kể từ sau khi nhà Đường sụp đổ. Mặc dù Nhật Bản vẫn tiến hành giao thương với nhà Tống ở một mức độ nào đó, nhưng về cơ bản thì hai bên không còn quá quan tâm đến nhau. Cho đến khi đế quốc Mông Cổ tiến hành xâm lược Nam Tống và thành lập nhà Nguyên, thì Hốt Tất Liệt đã phái sứ giả đến Nhật Bản, yêu cầu đảo quốc này trở thành một nước chư hầu và phải chiều cống nhà Nguyên, đe dọa sẽ tiến hành xâm lược nếu họ từ chối. Thế nhưng các sứ giả đã trở về tay không. Đoàn sứ giả thứ hai tiếp tục được cử đi, rồi cũng trở về tay không như lần thứ nhất. Đó là những câu chuyện vào năm 1266 và 1268. Nhật Bản vẫn quyết làm ngơ trước yêu sách của nhà Nguyên, và người Nhật Bản hiểu rằng mình phải chuẩn bị để phòng thủ đất nước. Hốt Tất Liệt đã rất muốn đưa quân sang Nhật Bản để bắt đảo quốc này phải quy xuống và quy phục trước vó ngựa Mông Cổ. Nhưng vì cuộc xâm lược Nam Tống đang trong giai đoạn ác liệt, cho nên nhà Nguyên chưa thể tiến hành một cuộc xâm lược quy mô lớn với Nhật Bản. Đến năm 1273, sau khi thành Tương Dương bị hạ, nhận thấy đây là lúc thích hợp để tiến hành chiến tranh với Nhật Bản, Hốt Tất Liệt cử một hạm đội lớn khoảng 600 đến 800 tàu chiến cùng khoảng 23.000 quân ra khơi tại cảng Tuyền Châu. Hạm đội xâm lược dự kiến khởi hành vào tháng 7 năm 1274, nhưng bị trì hoãn trong 3 tháng. Hốt Tất Liệt đã lên kế hoạch cho hạm đội tấn công vào đảo Tsushima và đảo Iki trước khi đổi bộ lên vịnh Hakata. Kế hoạch phòng thủ của Nhật Bản chỉ đơn giản là dùng lực lượng hiện có để chiến đấu với quân Nguyên vào bất cứ một thời điểm nào. Trên thực tế, không có những tài liệu đáng tin cậy nào về quy mô của lực lượng Nhật Bản lúc bấy giờ, nhưng các ước tính cho thấy tổng quân số của họ chỉ rơi vào khoảng 4.000 cho đến 6.000 quân. Lực lượng nhà Nguyên tiến hành chiến dịch xâm lược Nhật Bản với một quy mô gồm khoảng 23.000 quân như đã nói. Đó là những binh sĩ người Mông Cổ, người Hán và người Nữ Chân. Ở trận đánh quyết định tại vịnh Hakata, Nhật Bản đã gặp may mắn khi vào đêm hôm đó có một cơn bão lớn nổi lên ở ngoài khơi của vịnh này. Hạm đội quân Nguyên ngoài khơi đã yêu cầu lực lượng trên bộ rút về tàu do lo sợ nếu bão lớn hơn, thời tiết gió mạnh và sóng lớn sẽ khiến cho hạm đội của họ bị mắc cạn, hai bên sẽ bị chia cắt hoàn toàn. Nhưng hóa ra đó lại là một hành động tự tay bóp chết quân mình. Bão đêm đó lớn và dữ dội tới mức dự tính của quân Nguyên đã không nằm trong kế hoạch. Gió lớn làm đắm rất nhiều tàu và thuyền của quân Nguyên. Đến sáng hôm sau, hạm đội quân Nguyên tan tành hết, hơn 200 tàu chiến bị đánh đắm. Số còn lại không hư hại nặng thì cũng hư hại nhẹ, và toàn quân Nguyên bị say sóng hết cả một lượt với nhau. Lực lượng quân Nguyên lúc này đã bị thiệt hại quá nửa, cuộc xâm lược có nguy cơ thất bại. Tuy nhiên quân Nguyên vẫn cố gắng thực hiện hai cuộc tấn công nữa, song vẫn không thành công. Đại quân ra khơi từ Tuyền Châu với 23.000 quân, nhưng khi kiểm binh chỉ còn lại khoảng 1/3 so với ban đầu. Nghĩ kiểu gì cũng không thể đánh tiếp, vì thế nên quân Nguyên buộc phải rút lui. Cuộc xâm lược lần thứ nhất kết thúc chỉ sau một tháng, với phần thắng thuộc về Nhật Bản. Mặc dù thất bại trong cuộc xâm lược thứ nhất, nhưng Hốt Tất Liệt chưa từ bỏ tham vọng nuốt chửng Nhật Bản. Phía Mạc Phủ Kamakura cũng biết nhà Nguyên sẽ không dễ gì bỏ cuộc, vì thế họ gấp rút chuẩn bị để đối phó với một cuộc xâm lược nữa có thể xảy ra trong tương lai. Nhằm một lần nữa thăm dò Nhật Bản, năm 1275, Hốt Tất Liệt cử một đoàn sứ gồm có 5 sứ thần nhà Nguyên yêu cầu Thiên Hoàng phải thân hành đến Đại Đô để thần phục trước Hoàng đế nhà Nguyên và từ chối rời đi mà không được hồi âm. Đáp lại yêu cầu này, 5 sứ giả đã bị tống vào ngục và sau đó nhận lấy cái kết bi thảm. Mộ của 5 sứ giả nhà Nguyên bị hành quyết vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. 2 năm sau, một đoàn sứ giả khác của nhà Nguyên tiếp tục được cử đến với mục đích tương tự và cũng chịu số phận tương tự, lần này là ở Hakata. Nhật Bản đã quyết tâm chống lại nhà Nguyên. Nhiếp chính của Nhật Bản là Hojo cũng đã lệnh cho các lãnh chúa sửa sang củng cố thành trì ven biển. Ngoài việc tổ chức các lực lượng samurai rất tốt, họ còn ra lệnh xây dựng các pháo đài, những bức tường phòng thủ bằng đá lớn và các công trình phòng thủ khác tại nhiều điểm đổ bộ tiềm năng dọc theo bờ biển của vịnh Hakata. Những bức tường phòng thủ được xây dựng vào năm 1276 này cao khoảng từ 1,5m cho đến 4,5m và dài đến 25 dặm. Ngoài ra, một số lượng lớn các cọc được đóng ở khu vực cửa sông và các bãi đổ bộ dự kiến để ngăn chặn quân đội nhà Nguyên. Mùa thu năm 1280, Hốt Tất Liệt tổ chức một hội nghị tại cung điện của mình để thảo luận về kế hoạch xâm lược Nhật Bản lần thứ hai.
Sự khác biệt chính của cuộc xâm lược thứ hai so với cuộc xâm lược đầu tiên đó là nhà Nguyên đã hoàn thành việc chinh phục nhà Tống nên có thể huy động một cuộc tấn công theo hai hướng. Lực lượng xâm lược lần này được chọn từ nhiều nguồn, bao gồm cả những tên tội phạm với bản án tử được giảm nhẹ và thậm chí cả những người trong gia đình đang có đại tang. Có hơn 1.000 tàu được trưng dụng cho cuộc xâm lược này. Được biết, nhà Nguyên đã huy động đến hơn 100.000 binh sĩ người Mông Cổ, người Hán cùng với 40.000 binh sĩ người Cao Ly. Những con số này có thể là một sự phóng đại, nhưng việc bổ sung thêm các nguồn lực từ phía Nam Trung Quốc cũng đồng nghĩa với việc lực lượng của cuộc xâm lược này còn lớn hơn rất nhiều so với cuộc xâm lược đầu tiên. Không có bất cứ một thông tin nào được ghi chép lại một cách rõ ràng về quy mô của lực lượng Nhật Bản lúc bấy giờ, nhưng ước tính được cho rằng Nhật Bản đã tổng huy động quân đội của họ vào khoảng 40.000 quân. Vịnh Hakata tiếp tục là chiến trường chính. Một hạm đội hành quân trước của quân Nguyên đã đến sớm. Quân Nguyên đã không thể xuyên phá được hàng phòng thủ bằng đá vững chắc của Nhật Bản tại vịnh Hakata, cho dù đã sử dụng đến cả máy bắn đá. Thế trận đã diễn ra giằng co quyết liệt. Thêm vào đó, chiến thuật quấy phá của quân Nhật Bản cũng phát huy tác dụng. Khi màn đêm buông xuống, các samurai Nhật Bản sử dụng những chiếc thuyền nhỏ bất thình lình đột kích hạm đội của quân Nguyên trong bóng tối, đốt cháy nhiều con tàu và giết hại nhiều binh lính. Sau đó họ lại chèo thuyền quay trở lại đất liền. Quân đội Nhật Bản lần này chiến đấu ngoan cường hơn rất nhiều khi họ cứ liều mạng xông lên để phá hủy những cỗ máy của quân Nguyên. Dịch bệnh cũng là một vấn đề lớn với quân Nguyên. Ít nhất 3.000 binh lính đã đổ bệnh. Số người chết vì các cuộc đột kích hay trong các trận chiến vô vọng để công phá hàng phòng thủ Hakata cũng lên đến hàng ngàn. Quân Nguyên xa lầy ở Hakata và đành chờ hạm đội chính với 10 vạn quân sẽ đến nơi. Về phần hạm đội chính của quân Nguyên thì họ không đến thẳng vịnh Hakata mà đi lòng vòng hơn nhiều, tấn công một số địa điểm khác, nhưng quân Nhật đã kháng cự mạnh mẽ. Cuộc chiến ở vịnh Hakata đã lâm vào thế bế tắc trong suốt 50 ngày liên tục. Cho đến ngày 12 tháng 8, hai đạo quân của nhà Nguyên cuối cùng cũng hợp lại với nhau với tổng số là hơn 12 vạn quân. Với lực lượng khổng lồ như vậy, quân Nguyên hy vọng cuối cùng họ có thể xuyên phá được lớp phòng ngự tại vịnh Hakata. Phải đối mặt với một lực lượng đông hơn gấp 3 lần, thế nhưng các samurai vẫn chiến đấu rất dũng cảm dù tình thế đã trở nên tuyệt vọng. Tưởng như quân Nhật sẽ phải chịu thất bại thì phép màu đã đến với họ vào một ngày lịch sử. Đó là ngày 15 tháng 8 năm 1281, một cơn bão rất lớn đã đổ bộ vào Kyushu. Cơn bão này lớn hơn cơn bão 7 năm trước gấp bội phần và đã đánh đắm hầu như toàn bộ hạm đội tàu chiến của quân Nguyên. Nhiều binh lính đã chết đuối, số còn lại kịp chạy lên bờ thì cũng bị các samurai tàn sát. Trừ 2 vạn người Hán thì người Nhật tha mạng nhưng phải làm nô lệ vì họ cho là người Hán đã bị quân Nguyên cưỡng ép ra trận. Cuối cùng thì lúc đi 14 vạn, đến khi bão tan và tàn quân, quân Nguyên chạy về được Cao Ly chỉ còn lại khoảng gần 2 vạn người. Người Nhật tin rằng các vị thần của họ đã gửi những cơn bão để bảo vệ Nhật Bản khỏi quân Nguyên. Họ gọi cơn bão là thần phong. Hốt Tất Liệt dường như đã tin rằng Nhật Bản được bảo vệ bởi các lực lượng siêu nhiên và thất bại nặng nề tại đây làm cho ông ta chùn bước đôi chút. Nhưng ông ta vẫn giữ tham vọng xâm lược Nhật Bản, thậm chí còn có ý định phát động cuộc xâm lược lần thứ ba. Tuy nhiên, sau thất bại tại Nhật Bản, đạo quân Nguyên tiếp tục nếm mùi thất bại, thậm chí còn nặng nề hơn tại Đại Việt vào các năm 1285 và 1288. Do đó Hốt Tất Liệt mới quyết định từ bỏ tham vọng chinh phục đảo quốc này. Đế chế Mông Cổ sau khi bị đánh bại tại Nhật Bản đã mất phần lớn sức mạnh hải quân, khả năng phòng thủ của hải quân cũng bị suy giảm đáng kể. Cao Ly, nước chịu trách nhiệm đóng tàu cho cuộc xâm lược, cũng mất đi khả năng đóng tàu và khả năng phòng thủ trên biển do một lượng lớn gỗ đã bị đốn hạ. Trong khi đó tại Nhật Bản, không có thêm đất mới giành được vì đây là cuộc chiến tranh phòng thủ. Vì vậy Mạc Phủ Kamakura không thể ban thưởng cho các chư hầu đã tham gia trận chiến, quyền lực của họ cũng bị giảm sút. Sau đó lợi dụng tình hình này, số lượng người Nhật tham gia vào các băng hải tặc còn gọi là oa khấu đã bắt đầu tăng lên. Các cuộc tấn công vào bờ biển của Trung Quốc và Cao Ly ngày càng gia tăng. Kết quả của cuộc chiến này dẫn đến việc Trung Quốc ngày càng có nhiều sự công nhận rằng người Nhật dũng cảm, hung bạo cũng như tiến hành xâm lược Nhật Bản là vô ích. Vào thời nhà Minh, việc phát động chiến tranh xâm lược Nhật Bản đã được thảo luận 3 lần, nhưng thực tế nó chưa bao giờ được tiến hành.